Rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả của bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã ngồi cùng chúng tôi ngay lúc này. Hy vọng là mọi người sẽ tìm kiếm được những thông tin thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin về đời sống xã hội, an ninh trật tự và tội phạm, trong phần cuối của chương trình, ban biên tập sẽ dành ít phút chia sẻ đến quý vị một phóng sự về mô hình nuôi rắn ở nhà lầu kiếm bộn tiền tại miền Tây. Và chúng tôi tin rằng là việc làm giàu không hề khó, chỉ cần chúng ta dám nghĩ, dám làm và dám sáng tạo thì ắt sẽ thành công. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính, mời quý vị theo dõi. Ba hỏa thiêu rụi quán bia club ở thành phố Hồ Chí Minh lúc sáng sớm. Một người phụ nữ ở Kiên Giang lãnh 13 năm tù vì bán hụi khống chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Đồng Tháp mở cửa trở lại các cửa khẩu trên tuyến biên giới. Chiêm ngưỡng hàng trăm nhạc cụ truyền thống dân tộc hội tụ tại thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị khán giả, mở đầu bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay là một thông tin vui tại Đồng Tháp. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa khẩu phụ lối mở trên tuyến biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp của nước ta và tỉnh Prey Ven của Campuchia đã phải đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch. Và hiện nay thì tỉnh Đồng Tháp đã mở lại cửa khẩu biên giới. Theo ghi nhận của phóng viên thường trú của chúng tôi, vào ngày 7 tháng 4, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, nhiều bà con cùng phương tiện đã qua lại biên giới theo đúng quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh đầy hồ hởi ngay sau đây. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Ven, cũng như giữa hai xã Thường Phước 1 và xã Koroka để giải quyết cho người dân và phương tiện qua lại biên giới, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Để qua lại biên giới, người dân ngoài xã biên giới phải sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành theo quy định. Còn người dân hai xã biên giới Thường Phước 1 và Koroka chỉ cần sử dụng giấy chứng minh biên giới hoặc căn cước công dân. Để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân test nhanh trong vòng 24 giờ trước khi qua biên giới. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp qua lại biên giới phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu. Thưa quý vị, trong khuôn khổ liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm trưng bày nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam, triển lãm trưng bày 100 hình ảnh và hơn 200 tài liệu hiện vật, thể khối và tài liệu phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc, vùng miền trong cả nước. Trong đó, nhấn mạnh đến loại hình nhạc cụ truyền thống đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là các loại nhạc cụ đã được sử dụng trong loại hình di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh ghi nhận của phóng viên chương trình tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Trong khuôn viên triển lãm của Bảo tàng thành phố Cần Thơ có 100 hình ảnh cùng các tư liệu hiện vật, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam được trưng bày chia theo 5 vùng miền của cả nước. Triển lãm nhằm giới thiệu về sự phong phú đa dạng và độc đáo của các nhạc cụ truyền thống, các dân tộc Việt Nam, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên khích lệ đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, triển lãm còn có khu trưng bày, trình diễn nhạc cụ truyền thống của 11 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương đã lựa chọn giới thiệu những nhạc cụ tiêu biểu, tôn vinh bản sắc riêng của từng địa phương, nhất là nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ với các nhạc cụ gắn liền với loại hình nghệ thuật này. Xuyên suốt thời gian diễn ra, triển lãm có các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật truyền thống và dân gian đương đại. Đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, có phần quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch cho thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Đây là dịp khách tham quan được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của mỗi vùng miền qua sự thể hiện của các nghệ nhân. Buổi biểu diễn sẽ đem lại cho người xem trải nghiệm sâu sắc hơn qua từng âm tiết thẩm thấu đi vào lòng người bởi âm thanh chân thực nhất. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Tiếp tục chương trình là tin nóng liên quan đến hỏa hoạn. Vào sáng ngày 8 tháng 4, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một quán bia club bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản và khiến cho nhiều người kinh hãi. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường quán này để điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Theo đó, hơn 5 giờ sáng cùng ngày tại quán La La Beer Club nằm trên đường Võ Chí Công, đoạn gần vòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức bất ngờ bốc cháy.
Do lúc này các nhân viên đã về hết, quán không có người nên công tác dập lửa tại chỗ không được triển khai. Tới khi ngọn lửa cháy lan rộng bao trùm cả quán, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, thì người dân khu vực mới phát hiện và trình báo. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức đã điều động xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phải đục tường để phun nước từ nhiều phía. Khoảng ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản bên trong gồm bàn ghế, máy móc cháy rụi, chỉ còn trơ khung. Ảnh hưởng của vụ việc còn làm cho giao thông qua vòng xoay Phú Hữu gặp nhiều khó khăn. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hóa chất độc hại cyanua trên địa bàn của xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Với 900 kg chất cyanua cực độc được vận chuyển trên xe khách vừa bị bắt giữ, thì một câu hỏi được đặt ra là các đối tượng mua bán chất độc này nhằm mục đích gì? Mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây để tìm câu trả lời. Trước đó, tại quốc lộ 279 thuộc xã Minh Lương, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô biển kiểm soát 98B01843. Trên xe không có khách và có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển chất cấm. Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra trên xe và cốp xe phát hiện 18 bao, bên trong có chứa hạt tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng là 900 kg. Người điều khiển phương tiện là Vũ Đình Khoảng, sinh năm 1983, trú tỉnh Lai Châu khai nhận số hạt trên là chất độc cyanua. Khoảng nhận vận chuyển với tiền công là 3.600.000 đồng. Cơ quan chức năng nghi vấn các đối tượng mua bán vận chuyển cyanua về Lào Cai để phục vụ cho công đoạn tách vàng từ quặng thô trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa đối tượng, phương tiện cùng toàn bộ số chất độc kể trên về trụ sở để xác minh làm rõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, có gần 360 container trong tổng số 682 container của 28 hãng tàu bắt đầu được tiêu hủy theo như kế hoạch của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Số phế liệu này đã tồn đọng nhiều năm qua do không đủ điều kiện nhập khẩu, không đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường. Được biết là với tốc độ tiêu hủy mỗi ngày thì sẽ chỉ được khoảng một container, thì các cơ quan chức năng phải mất gần một năm để tiêu hủy hết số container phế liệu tồn đọng này tại các cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các container phế liệu tồn đọng vì không đủ điều kiện nhập khẩu, không đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường. Sau 2 tuần, cơ quan này mới xử lý được 15 container. Theo kế hoạch tiêu hủy, Hải quan sẽ xử lý 357 container của 10 hãng tàu. Đây là số container tiêu hủy đợt 1 trong kế hoạch tiêu hủy 682 container phế liệu của 28 hãng tàu, theo quyết định của Tổng cục Hải quan. Do công suất tiêu hủy phế liệu tồn các nhà máy rất thấp, mỗi ngày các nhà máy chỉ xử lý được 1 container phế liệu nên thời gian tiêu hủy kéo dài. Dự kiến với kế hoạch tiêu hủy hiện nay, tổng cộng 357 container phải mất gần hết một năm. Do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang kiến nghị lên tổng cục phương án khác để đẩy nhanh tiến độ xử lý. Liên quan đến tình hình an ninh trật tự và tội phạm, ngày 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Quốc Trạng, sinh năm 2002, ngụ tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Y chính là người chụp ảnh nhạy cảm của người yêu rồi đe dọa đăng lên mạng xã hội tống tiền cô gái này, khiến cho nhiều người bức xúc. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng tháng 7 năm 2021, Đào Quốc Trạng, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, sử dụng mạng xã hội làm quen, nhắn tin và nảy sinh tình cảm một cô gái. Đầu tháng 1 năm 2022, Trạng hẹn gặp người yêu, sau đó cả hai đến nhà nghỉ để quan hệ tình cảm. Lúc này, Đào Quốc Trạng sử dụng điện thoại chụp ảnh lại hình ảnh của hai người. Giữa tháng 1 năm 2022, Trạng gửi những hình ảnh này và yêu cầu người yêu đưa số tiền 30 triệu đồng. Nếu không, sẽ gửi ảnh cho người thân của cô gái và đăng lên mạng xã hội. Khi đang nhận tiền từ cô gái, thì Đào Quốc Trạng bị Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tổ chức chơi hụi nhưng Lê Thị Ánh Tuyết, 43 tuổi, ngụ tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, lại bán các phần hụi không có thật cho nhiều người dân để chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng, khiến cho nhiều nạn nhân chỉ biết kêu trời. Ngày 7 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Ánh Tuyết 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo khắc phục lại toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, Lê Thị Ánh Tuyết mở các dây hụi ngày và vận động nhiều người dân ở thị trấn Kiên Lương tham gia do Tuyết làm chủ hụi. Đến khoảng giữa năm 2015, do Tuyết nợ tiền của nhiều người
và cần tiền tiêu xài cá nhân, nên Tuyết nảy sinh ý định sẽ chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức là bán khống các phần hụi không có thật. Tuyết đã tổ chức 2 dây hụi ngày, mỗi dây hụi gồm 69 phần rồi kêu gọi nhiều người tham gia. Sau đó Tuyết kêu gọi người dân mua nhiều phần hụi khống, không có người tham gia trong dây hụi này để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Tổng cộng Tuyết đã bán 478 phần hụi khống cho các bị hại và số tiền chiếm đoạt là hơn 863 triệu đồng. Cũng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Nguyễn Hùng Quân, sinh năm 1963, trú tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lại có chiêu thức ma mảnh khác với Lê Thị Ánh Tuyết ở Kiên Giang. Cụ thể, Quân hành nghề thầy cúng nhưng vẽ ra dự án công viên Vĩnh Hằng để lừa nhiều người góp tiền rồi chiếm đoạt của họ. Ngoài ra thì Quân còn khoe khoang có quan hệ khủng, có thể xin việc để lừa thêm tiền của người khác. Và với cái giá đối tượng này phải trả, đó là ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ y về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hùng Quân vốn hành nghề thầy cúng thầy bói, khẳng định có thể tác động để xin chuyển công tác cho anh Phạm Trung Bảo với mức giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, đến hẹn mà vẫn không thấy được chuyển công tác nên anh Bảo đã đòi lại tiền và tố cáo Nguyễn Hùng Quân đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hùng Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi gian dối lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của anh Bảo. Không chỉ lừa đảo xin việc, Nguyễn Hùng Quân còn tự vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng và đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư. Với thủ đoạn này, Quân đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Hùng Quân đến trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Hình sự gặp trực tiếp điều tra viên Nguyễn Trung Thành, số điện thoại là 0977 700 102 để phối hợp giải quyết. Và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Camera Nóng. Mở đầu sẽ là một tình huống tai nạn dở khóc dở cười và cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta khi sử dụng các thiết bị nhiệt. Và kính thưa quý vị, đó là tình huống tai nạn xảy ra khi trong lúc kiểm tra sửa chữa chiếc lò nướng thì hai nam thanh niên trong clip sau đây đã nhận được sự cố nhớ đời. Quý vị cùng xem và rút kinh nghiệm nhé. Thấy thanh niên áo đen loay hoay với chiếc lò nướng mãi không được, một thanh niên mặc áo nâu đã xúm vào kiểm tra xem tình hình bếp núc ra sao. Bất ngờ, chiếc lò nướng bùng lửa ra cả phía bên ngoài, thậm chí còn cháy dính cả vào tóc thanh niên áo cam, khiến đầu bị bốc khói. Giật mình hoảng hốt, hai thanh niên vội chạy đi né. Nạn nhân bị cháy tóc còn ngơ ngác quay lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Có lẽ đây là sự cố cả đời không quên của hai anh chàng này. Lâu nay thì việc xem nhẹ những quy định về nuôi chó của nhiều người đã gây ra không ít những hệ lụy khó lường, bởi chó không chỉ là nguồn lây truyền bệnh dại khi mắc bệnh tấn công con người mà còn là thủ phạm gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Và đúng là như vậy, đơn cử là mới đây thì một tình huống tai nạn giao thông nguy hiểm đã xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đang đùa giỡn trước hiên nhà thì một con chó bất ngờ chạy ra đường. Đúng lúc này, một cô gái lái xe máy chạy ngang qua tông trúng. Pha va chạm khiến cả người lẫn xe ngã tiếp đất đầy đau đớn, còn con chó vẫn bình an vô sự, lủi mất ngay sau đó. Một vài người dân từ trong nhà đã lập tức chạy ra đỡ chiếc xe và cô gái dậy. May mắn nạn nhân không gặp phải những chấn thương nghiêm trọng. Ở những giây cuối ghi lại hình ảnh cô gái ngồi bên lề đường, đôi chân bị xây xát, rỉ máu. Camera Nóng xin được tiếp nối chương trình với một tình huống cũng liên quan đến tai nạn giao thông. Đó là đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên tự ngã ra đường. Nguyên do là vì sao? Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 4, thanh niên chạy xe máy đi trên đường thì bất ngờ chiếc ô tô phía trước di chuyển chậm lại. Do không chú ý quan sát, người này loạng choạng, chao đảo rồi tự ngã nhào ra đường. Rất may mắn đoạn đường lúc này khá vắng nên không xảy ra tình huống nguy hiểm nào tiếp theo xảy ra. Bây giờ là hình ảnh về một vụ cướp vô cùng phẫn nộ khi một nam thanh niên khỏe mạnh nhưng lại nhẫn tâm ra tay cướp tài sản của người bán vé số ngồi xe lăn trên đường phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Theo dõi nội dung vụ việc có thể thấy tại một đoạn đường khá vắng vẻ, một người ngồi xe lăn bán vé số đang dừng đổ bên lề đường. Lúc này xuất hiện nam thanh niên đi xe máy phía sau, tên này di chuyển chậm chậm, tiến sát đến chỗ người bán vé số ngồi xe lăn. Nhanh như chớp, hắn ra tay giật luôn đồ của nạn nhân rồi rồ ga phóng mất. Sau quá trình kiểm tra các hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cảnh sát đã làm rõ Hà Văn Hy, sinh năm 1999, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, chính là đối tượng gây án. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố Tam Kỳ thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Từ
chỗ tò mò nuôi chơi sau khi được hàng xóm cho gặp rắn ri voi tự nhiên, một người đàn ông ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạn đầu tư số lượng lớn để nuôi và nhân giống. Điều thú vị ở mô hình này là anh còn chơi lớn, xây hẳn cả tầng lầu khang trang sạch đẹp để nuôi rắn ri voi, thu về túi rủng rỉnh vài trăm triệu mỗi năm. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng chuyên mục Nhà Nông Thông Minh đến thăm trang trại rắn độc đáo này quý vị nhé. Làm nghề sửa xe máy, tuy nhiên với niềm đam mê nuôi rắn ri voi, cách đây 6 năm, anh Trương Thành Ngôn đã đầu tư gần chục triệu đồng mua vài cặp rắn ri voi về nuôi thí nghiệm. Điểm độc đáo ở mô hình của anh Ngôn là rắn được nuôi trong lồng kiến thay vì nuôi trong xô hay là bể xi măng. Bởi nuôi theo hình thức này, dễ thay nước, dễ phát hiện những bất thường của con rắn để có hướng xử lý kịp thời. Từ vài cặp rắn ban đầu, đến nay anh Ngôn đã có hơn 600 con rắn ri voi bố mẹ. Trung bình, một lồng kiến anh thả nuôi từ 8 đến 10 con. Vì bên đây không có diện tích, không có đất. Thành ra mình nuôi cái hồ kiến này á, là so với cái hồ xi măng á, thì cái hồ kiến nó nhìn thấy nó mình dễ phát hiện được. Có khi nó bị khác thường, khác lạ này kia, mình xử lý nó kịp thời. Còn ví dụ như cái hồ xi măng mà nhìn không thấy nó thì đến khi nó nặng quá nó bò lên nó thì khó trị lắm. Năm rồi đàn rắn của anh Ngôn sinh sản hơn 2.000 con rắn ri voi con cung ứng cho người nuôi trong huyện và khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với bình quân từ 90 đến 100 ngàn đồng mỗi con, trừ hết chi phí, thu về lợi nhuận hơn 200 triệu đồng từ việc bán giống. Chưa kể việc anh bán rắn hậu bị cho người nuôi với nhu cầu. Ví dụ như con giống đẻ ra đó thì cỡ nửa tháng tuổi thì mình bán 90.000, là 90.000 một con. Còn nếu mà một tháng, trên một tháng thì mình bán 100.000. Cũng như là thời gian lâu chừng nào mình bán con rắn nó lớn, mình bán theo cái lớn của con rắn thôi. Đa số trong huyện mình nhiều, trong huyện mình làm vòng huyện Phụng Hiệp thì nhiều, còn đi xa thì cũng có nhưng mà số ít thôi, nhưng mà ít khách hàng, nhưng mà khách hàng mua thì hơi nhiều hơn ở huyện mình. Ví dụ như huyện mình mua rất nhiều mà người ta mua 100-200 con. Còn ở huyện khác lại thì ít người, nhưng mà mỗi một người mua khoảng 300-400 con. Rắn ri voi là loài động vật hoang dã dễ nuôi, nhẹ chăm sóc, thông thường từ 5 đến 7 ngày mới cho ăn một lần. Thức ăn đa phần là các loại thủy sản da trơn như là cá trê, ếch, lương. Để rắn màu lớn, ít cắn nhau, trong bể nuôi anh Ngôn cho thả thêm nhiều giá thể như là dây ni lông, lá chuối khô để rắn trú ngụ. Rắn ri voi sau 12 tháng nuôi có thể xuất bán rắn thịt, sau 18 tháng nuôi sẽ bắt đầu cho sinh sản. Rắn con sau 1 năm thả nuôi sẽ đạt trọng lượng từ 600g đến 1kg và có thể xuất bán rắn thịt. Hiện nay rắn ri voi loại 1 là từ 700g trở lên, có giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng 1kg. Tùy thời điểm, riêng rắn hậu bị sinh sản có giá lên đến 1 triệu đồng 1kg. Cũng xuất phát từ việc đam mê con rắn ri voi qua tìm hiểu trên Internet và được sự giới thiệu của ngành nông nghiệp địa phương mà những lão nông này đã lặn lội từ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xuống tận trại rắn của anh Ngôn để mua rắn hậu bị về nuôi. À, coi như vừa rồi đi cùng phái đoàn ở Ô Môn đi tham quan lương và rắn. Có ốc luôn, nhưng mà tôi thấy cái mô hình rắn này đây là thấy nó nuôi là dễ chăm sóc mà mình nhẹ nhàng cái ngày công. Về hỏi thăm thì tôi thấy nuôi được, thành ra là bữa nay đi đến đây mua con giống về để nuôi. Thấy cái mô hình này nuôi được nó gọi chú mấy là đứa thằng đi xuống đây mua để về nuôi mấy là đầu tiên thôi. Nó thấy nhiều chú Ngôn nuôi có hiệu quả nè, nó về cũng gì mình phổ biến cho bà con á, rồi tôi mua nuôi gì đó gửi sớm liền người ta thấy được thì ta nuôi nữa, tiếp tục nó gì đó. Chỉ với vỏn vẹn diện tích sân thượng 60m², nhưng bằng niềm đam mê, anh Ngôn không chỉ thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình mỗi năm mà còn là nơi cung ứng giống ri voi chất lượng cho người nuôi ở khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long để cùng xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả, vươn lên khá giàu. Cảm ơn quý vị đã ngồi lại đến phút cuối của chương trình. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc. Minh Phương và Diễm Loan rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt tại đây. Kính chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.